Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Chúc mọi người một ngày mới bình an, hạnh phúc. Trong video ngày hôm nay, em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn nóng của Toyota Jay 2003. Đây là mọi người đang nhìn tổng quan của chiếc dàn. Đây là mặt trước. Phía mặt trước của dàn thì sẽ bao gồm hai đầu co, một đầu co để chúng ta bắt vào đường ống phin, nọc ga, một đầu sẽ bắt vào đường ống cao áp để dẫn ga. Hai tai này là hai tai để chúng ta gài vào lên trên phía trên của trước động cơ. Đây là chân bắt của nó. Đây là đời dàn lan cuốn. Vì sao em nói là đời dàn lan cuốn? Bởi vì các lan này nó là lan thưa. Lan thưa. Như cái đời dàn đúc của nó thì nó sẽ là các cái đầu co này, nó sẽ là mặt bích. Và các cái lan này của nó sẽ dày sát vào với nhau. Đặc điểm và ưu điểm của loại dàn cuốn này, nó sẽ là thông nhiệt, dẫn nhiệt rất là tốt, rất là nhanh. Nhưng nếu so về độ sâu, lạnh sâu thì dàn cuốn nó sẽ được sâu hơn, bởi vì các lan tản nhiệt của nó dày hơn, các đường ống lan nó sẽ hít vào nhau hơn. Gần như cái đời dàn cuốn này thì hiện tại, cho đến thời điểm hiện tại, trên Việt Nam nó cũng còn rất là ít xe. Đa phần thì anh em thợ cũng đã chuyển sang độ chế, một là dàn đúc hoặc là các đời dàn đúc. Anh em có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn về dòng sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ 0856727222. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.